Những người họ mua được nhà và cho thuê, mỗi một tháng cho thuê được 10 triệu, vậy họ có làm gì trong tháng đó mà họ vẫn có 10 triệu đó? Thì chúng ta sẽ thấy là có chủ của những dãy trọ, họ cho chúng ta thuê 1 triệu một tháng, dãy trọ đó có 30 phòng, 40 phòng. Một tháng họ có bao nhiêu tiền rồi? 3-40 triệu, chưa kể tiền điện, tiền nước, các chi phí khác. Họ có làm gì không? Chủ dãy trọ làm gì không? Không làm gì cả. Đấy là một hình thức nó gọi là thu nhập, thụ động. Rồi, thế cái lợi nhuận này hay cái tiền bạc của chúng ta thì nó có những cái, tôi gọi nó là thu nhập đúc túi quần. Thu nhập đúc vào túi quần gọi là thu nhập. Thì có những cái loại thu nhập như thế nào? Bạn đi làm vì cái gì? Bạn đi làm để làm gì cả nhà? Bình thường trước khi biết điều này thì đi làm để làm gì? Đi làm để kiếm tiền đúng không? Đi làm để kiếm tiền, tôi ví dụ đơn giản nhất là đi làm thuê một tháng kiếm được bao nhiêu? 10 triệu. Mình gọi là tôi đi kiếm tiền. Kiếm tiền và tháng tôi có 10 triệu. Đi kiếm tiền và tháng có 10 triệu. Và sau đó trả tiền thuê nhà, tiền mua sữa cho con, tiền ăn uống cho gia đình, tiền chi tiêu hàng tháng. Dư ra được 1 triệu. Dư ra được bao nhiêu cả nhà? 1 triệu, tôi ví dụ vậy. Thế thì lúc đó 1 triệu này chúng ta được gọi là cái gì ạ? Số tiền đúc vào túi quần, đó mới thực sự là thu nhập của chúng ta. Đúc được vào túi quần bao nhiêu? Đấy nha. Thế thì người ta đi làm vì kiếm tiền hay đi làm vì cái gì này? Đầu tiên, để kiếm tiền thì chúng ta sẽ phải bỏ sức để kiếm, đi kiếm mà. Biết đi kiếm không? Đi kiếm, đi tìm ấy, thì phải bỏ sức. Đi kiếm tiền hay còn gọi đó là thu nhập chủ động. Bỏ công, bỏ sức ra để kiếm tiền. Nhưng nó có một dạng thu nhập khác. Đó là ngồi không mà tiền nó vẫn chảy về. Có hình thức đấy không? Ngồi không mà tiền vẫn về. Tôi ví dụ nha. Những người họ mua được nhà và cho thuê. Mỗi một tháng cho thuê được 10 triệu, vậy họ có làm gì trong tháng đó mà họ vẫn có 10 triệu đó? Tới khu công nghiệp, có những chủ của những dãy trọ. Chúng ta có gần khu công nghiệp, có ai gần khu công nghiệp giơ tay? Ai ở từng ở nhà trọ giơ tay? Thì chúng ta sẽ thấy là có chủ của những dãy trọ. Họ cho chúng ta thuê 1 triệu một tháng. Dãy trọ đó có 30 phòng, 40 phòng. Một tháng họ có bao nhiêu tiền rồi? 3-40 triệu, chưa kể tiền điện, tiền nước, các chi phí khác. Họ có làm gì không? Chủ dãy trọ làm gì không? Làm gì không? Không làm gì cả. Đấy là một hình thức nó gọi là thu nhập, thụ động. Nói hoàn toàn không làm gì thì hơi quá, nhưng công sức là tối thiểu. Phải vậy không? Công sức bỏ ra là tối thiểu, chứ không giống như mấy ông chủ động phải đi làm mới có tiền, không đi làm thì không có tiền. Lúc này chúng ta mới nói thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Cái này thì đã được nghe nhiều rồi, truyền thông nói nhiều lắm, phải sách báo nói đầy. Nhiều người bảo ô, cái này nó không thuộc, không dành cho tôi phải bỏ sức ra tôi làm. Giống như mấy ông chủ tiệm cắt tóc, mấy ông chủ tiệm spa, mấy ông chủ tiệm quần áo, mấy ông chủ công ty mà vẫn đang phải thò tay vào làm những cái công việc trong đó. Chúng ta đang kiếm tiền bằng công sức của mình. Nó gọi là thu nhập. Thu nhập. Nhắc lại, thu nhập. Ngày mai không còn sức để làm nữa thì thu nhập từ đâu ra? Thầy giáo, cô giáo đi dạy, kiếm lương, kiếm thu nhập. Ngày mai không dạy nữa sao? Thu nhập còn không? Không. Vậy thu nhập chủ động là phải đi làm mới có, bạn biết rồi. Phần đa xã hội này đang đi tìm kiếm cái thu nhập chủ động đó. Đi làm mới có. Mấy bác làm lái xe, lái taxi thì sao? Lái xe ngày nào có tiền ngày đó. Ngày hôm sau ốm đau, mệt mỏi, nghỉ có tiền không? Mấy bác đã đi làm công nhân xây dựng, thợ hồ,
Ngày mai nghỉ, có tiền không? Không có. Vậy giàu hay nghèo, đó là do cách chúng ta lựa chọn cái công việc chúng ta làm và lựa chọn cách thức chúng ta làm. Cũng có nhiều ông chủ xây dựng chả làm, chả xách vữa bao giờ giàu. Có không cả nhà? Vì đâu? Vì họ thuê những người về xách vữa cho họ. Cách chúng ta lựa chọn cách thức làm đấy. Chúng ta có thể chọn mình là người đi trực tiếp xách vữa. Chúng ta cũng có thể lựa chọn mình là người thuê người khác xách vữa cho mình. Nghe hiểu không? Và phần lớn mọi người thì tự tay tôi làm nó mới yên tâm. Phải vậy không? Cho nên có thu nhập, nhưng thu nhập nó vô cùng giới hạn. Và để bước chân vào thế giới người giàu thì không có ông chủ nào mà trực tiếp làm như vậy. Chỉ trừ một vài trường hợp rất đặc biệt, ví dụ như bác sĩ mà có chuyên môn cực tốt. Chuyên mổ tim này, chuyên điều trị ung thư là chuyên điều trị thần kinh này, điều trị não nữa, cái gì đó mổ não. Hoặc như ông bác sĩ thẩm mỹ cao tay à. Một ca ông đấy làm mà không thu được vài chục triệu thì không làm. Thậm chí một vài trăm triệu. Có những trường hợp như vậy không cả nhà? Đấy là đặc biệt. Những mấy bác sĩ đó mà đến một ngày không làm thì sao ạ? Thì bao nhiêu tiền cũng hết. Đến cuối cùng vẫn quay trở lại công thức thuê người khác làm cho mình. Phải vậy không? Đến cuối cùng vẫn phải quay trở lại thôi. Rồi bảo tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi còn làm được. Thế sau này già thì sao? Không làm được nữa thì sao? Thu nhập ở đâu? Rồi đến khi không có thu nhập ở với con. Con thì tốt đấy, ngoan, chăm sóc bố mẹ tốt. Bố mẹ ốm một lần chạy chữa hết sức. Ốm lần hai chạy chữa hết sức. Nhưng ốm lần ba là nó bắt đầu thấy có vấn đề rồi. Nó không còn sức để chạy chữa nữa. Và bắt đầu thấy bố mẹ ốm gì ốm lắm thế. Đúng không ạ? À? Một người ốm mà cả nhà đi như thế này là hỏng hết bánh kẹo rồi. Vậy lúc đấy thì con đang từ con ngoan nó trở thành bất hiếu. Nó không phải muốn bất hiếu nhưng nó bắt buộc phải trở thành bất hiếu. Không còn sức để chạy chữa được nữa rồi. Có những trường hợp như vậy ngoài kia không cả nhà? Rất nhiều. Đấy, bố mẹ và con của tôi nó hư, nó bất hiếu, nó không báo hiếu. Nó báo hiếu rồi. Nhưng giờ nó không còn sức. Thu nhập của nó thì ít có nhiều đâu. Mà mình càng già mình ốm càng nhiều. Phải vậy không cả nhà? Càng cần nhiều tiền để điều trị, càng cần nhiều tiền để cho cuộc sống về già. Người ta bảo già không chi tiêu gì cả, bảo không phải. Không chi tiêu linh tinh. Nhưng chi tiêu cho sức khỏe lại rất nhiều. Nhiều người bảo tôi chả tốn đồng thuốc men nào cả. Nhưng mà đấy là người đó. Chứ nhìn chung xã hội sao đi bệnh viện mà xem. Bạn mới thấy là một cái giường bệnh 5-6 người nằm. Phải vậy không cả nhà? Có những người ốm từ năm này đến năm khác, ốm mãi không xong. Có người ốm ở trạng thái chuẩn bị chết nhưng mà đến 10 năm vẫn chuẩn bị chết. Cả nhà đi theo 10 năm. Có không cả nhà? Đấy. Thế mới nói là bạn đang còn trẻ. Bạn nên nhận thức sớm về điều này để không làm gánh nặng cho con cháu về sau. Để cho chúng nó được làm người tốt. Đúng, nó báo hiếu được bằng cái khả năng của nó. Chứ đến mức mà chúng ta yêu cầu nó ngoài khả năng là nó chịu, bó tay. Để tôi luôn luôn nói câu nói là hãy làm để đến năm 60 tuổi của bạn vẫn có thu nhập cộng vào. Đều. Hiểu câu nói này không? Hãy làm ngày hôm nay, hãy trả giá ngày hôm nay, hãy cống hiến ngày hôm nay. Hãy chịu đựng ngày hôm nay để đến năm 60 tuổi bạn vẫn có thu nhập. Và không phải sống nhờ cậy vào ai hết cả. Đấy mới là một con người mà thực sự là có một cuộc sống đáng sống. Chứ không càng về sau càng mệt mỏi. Chăm một đứa trẻ con thì mất 3 người lớn thì chăm được. Chăm một người già cũng y hệt như vậy. Đúng không cả nhà? Và sau này bạn già tự nhiên nó mệt mỏi. Thế ngày hôm nay đi học kiếm tiền, không chỉ để kiếm tiền nữa rồi, mà nó còn no cho cuộc sống tương lai. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.